Chào các bác nhá. Shop online Tân Ánh nhá. Tân Ánh Ngọc Ánh từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Với 5 đầu số điện thoại này. Các bác cần gì thì vui lòng liên hệ với 5 đầu số này nhá. Lát nữa tôi sẽ có gắn cái số điện thoại ở dưới màn hình thì các bác gọi theo số điện thoại đấy luôn. Ở trong clip hôm nay xin giới thiệu với lại anh em các bác trong cái ngành nuôi ong mật nhá, nuôi ong mật. Bây giờ đang chuẩn bị vào mùa khai thác lấy mật của năm 2019 nhá. Thì cái mặt hàng sản phẩm mà shop gửi tới anh em đó là cái mẫu các mẫu thùng quay mật nhé, các mẫu thùng quay mật đấy nhé, các mẫu thùng quay mật đây ấy, nó là thùng bằng inox nhé, thùng inox có đủ các mẫu 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu và 6 cầu. Thì các bác cứ xem cụ thể từng cái một nhé, em quay từ từng cái một cho anh em xem. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bác các mẫu từ nhỏ cho tới to nhé. Đầu tiên là cái mẫu thùng 2 cầu. Thùng 2 cầu này. Đây. Đây, quay này. Thùng 2 cầu nhé. Đây. Các bác quay, các bác thả vào đây. Các bác lưu ý, cái này là cái thùng quay dành cho ong nội nhé. Dành cho ong nội. Đây là cái cầu ong nội này. Nhá các bác nhá. Đây. Bây giờ về cơ bản cái thùng này. Nhá, cơ bản thùng này thì cái vỏ thùng này, vỏ thùng này ấy, nó là bằng inox, inox không nhiễm lâm châm, có cái này inox 304, inox xịn đây này, đấy là không bắt này. Thế đây là cái củ từ lâm châm nhá, thả vào cái thanh sắt này nó sẽ bắt này. Đấy. Đây là cái bắc ngang, cái thanh bắc ngang là bằng thanh sắt này, và cái hệ thống xương phía trong này nó bằng dây kẽm, nó cũng là dây thép ấy, dây kẽm thép thì nó sẽ bắt này, đấy lâm châm nó sẽ bắt nhá. Thế còn đặc biệt cái vỏ thùng này thì sẽ là inox không nhiễm nhá, inox không nhiễm, inox xịn đấy. Và cơ cấu quay của nó thì là cơ cấu quay có 3 vòng bi đấy, rất là im đấy, êm cực kỳ luôn nhá, 3 vòng bi nhá. Và trên cái tay quay này cũng có một cái ống này để các bác cầm lên các quay cho nó dễ này. Đấy. Đây là cái thùng 2 cầu nhá, thùng 2 cầu các bác nhá, vỏ inox không nhiễm, cái ruột trong là bằng kẽm, cơ cấu quay là 3 vòng bi. Đây là thùng 2 cầu. Thì tiếp theo sang bên này là thùng 3 cầu. Nó thùng 3 cầu. Thì cái này là tôi chuẩn bị gửi đi. Thì các bác lưu ý là khi mà gửi hàng đi ý, thì sẽ phải đóng gông cái thùng này trong một cái hộp gỗ như này để đảm bảo tới tay các bác là không bị móp mép nhá. Thế còn hàng này rất là cồng kềnh, cái tiền cước phí nó rất là nhiều. Nhưng mà các bác cũng yên tâm là shop bán hàng là sẽ bao hết các cước phí cho các bác nhá. Đấy, bao hết cước phí. Đây là thùng 3 cầu. Thì thùng 3 cầu vẫn như thùng 2 cầu kia, có nghĩa là shop kinh doanh là hàng xịn, hàng toàn bộ hàng inox xịn không nhiễm hết. Thế còn các bác nào có nhu cầu lấy inox nhiễm nó rẻ tiền hơn thì các bác sẽ đặt. Và cái lồng trong này ấy, nó cũng bằng kẽm nhá. Đấy, lồng trong này cũng bằng kẽm này. Và cái thanh ngang này cũng bằng kẽm. Thì cái lồng này thì đã được sơn nhũ cho trắng. Thế còn cái lồng này thì là tôi mới đấy về, còn chưa được sơn nhá. Cơ cấu quay vẫn là 3 vòng bi. Đây, 3 vòng bi êm ái nhá. Không phải thùng 3 cầu. Đây, thùng 3 cầu. Tiếp theo thì sẽ là thùng 4 cầu. 4 cầu nhá. 4 cầu cái này. 4 cầu. Cơ cấu của nó vẫn giống như vậy thôi. Có nghĩa là vỏ vẫn là vỏ inox xịn không nhiễm này. Ruột trong là ruột bằng dây kẽm đấy, dây kẽm. Và được sơn nhũ, và vòng bi thì vẫn 3 vòng bi. Quay rất là trơn nhá. Rất là êm. Đây. Đấy. Thùng này thùng 4 cầu nhá. 4 cầu thì quay theo kiểu lực mỹ tâm. Lực mỹ tâm. Thì tiếp theo là cái thùng 6 cầu. Đối với thùng 6 cầu mẫu hiện tại shop đang cung cấp cho các bác thì đó là vỏ vẫn là vỏ inox xịn, inox không nhiễm này. Đấy. Và cái xương trong này, cái xương lồng trong này bằng inox luôn các bác nhá. Đây này, xương lan này này. Đây, xương lan này bằng inox này. Chỉ có thanh bắc ngang, thanh dây bắc ngang này
cái trục quay này, cái trục quay và hệ thống bánh răng, tay quay là bằng sắt. Đấy, là bằng sắt nha các bác nhá. Tay ngang bằng sắt này, trục bằng sắt này, tay quay bằng sắt này. Còn lại inox hết nha các bác nhá. Lồng inox hết. Đấy. Thì riêng có cái mẫu 6 cầu này thì mới có inox thôi. Và đối với mẫu 6 cầu inox thì phía trong này, cái đáy này là sẽ hình chóp nón, hình chóp nón cho các bác nhá, hình chóp nón này. Có thiết kế cho các bác lỗ tháo mật. Thiết kế cho các bác lỗ tháo mật đây. Đấy. Thế còn về cơ cấu quay thì luôn luôn là 3 vòng bi. 3 vòng bi ở 3 điểm xoay. Cực kỳ là êm. Đấy, 3 vòng bi 3 điểm xoay. Đấy. Thì đây là cái bọc thùng 6 cầu. Đối với thùng 6 cầu này thì thiết kế cho các bác cả đế chân luôn. Đế chân luôn. Tôi để lên đây. Đấy, cho các bác xem này. Đế chân này này. Đế chân là một cái vòng sắt phi 12 vuông do thợ cửa sắt Hòa Hà nó họ uốn cho này. Ở trên là một vành đai đập là này. Cái chân này thì thiết kế rất là hay. Bác xem. Đấy. Chân này thì rất là tiện dụng. Đều là rời. Và các bác sẽ tự lắp ghép. Các bác tự lắp ghép bằng cách là cắm ba cái chân vào đây. Đấy, cắm ba chân vào đây. Nha. Và cái này là thợ hàn nó chế sẵn cho các bác rồi. Đây, cắm ba chân vào đây nhá. Rồi. Đấy. Và hệ thống gông này này là người ta thiết kế theo cái kiểu là các bác chỉ việc cắm không thôi. Cắm không thôi, không phải đấy, không phải không cần phải có nghĩa là nó cơ động đấy. Đấy, đảm bảo cho cái tính cơ động mà nó vẫn chắc chắn. Đấy. Nó cần được các bác lấy búa đập nó ra. Thế đây tôi chỉ gắn tạm thôi. Đấy, ba thành ba góc chéo này. Đấy, các bác lấy búa đóng nó vào thì nó sẽ im. Thì đây là cái cơ cấu thùng quay 6 cầu. Có cả đế chân, mòi hướng mật. Các bác chỉ để phễu ở đây và để cam dưới này. À, quay là mật sẽ chạy trực tiếp xuống dưới luôn. Nhá. À, rất là êm luôn, cực kỳ êm luôn. Nhá. Thì đây là cái thùng 6 cầu. À, đặc biệt là giới thiệu thêm cho các bác cái thùng này. Thùng 4 cầu. Thùng 4 cầu dành cho ong ngoại. Nhưng mà đối với cái này là có một bác ở Nghệ An có đặt tôi là làm vừa quay ong ngoại và vừa quay ong nội nhé. Và cái quy cách của nó thì vẫn như hàng kia thôi. Vỏ thùng là inox xịn nhé. Đây, vỏ thùng inox xịn không nhiễm này. Cái lồng trong này thì bằng thép. Lồng trong bằng thép, cái hệ thống này bằng thép. Nhưng mà cái thùng này sẽ quay được cả ong ngoại và cả ong nội. Đấy. Thì giờ tôi để cái cầu này là cầu ong nội nhé. Cầu ong nội. Các bác quay, các bác để vào đây. Đấy. Các bác thấy này, cầu ong nội là nó thấp như thế này. Đấy, khi các bác quay này, nó cách cái cán này này. Đấy, cách cái cán này còn khoảng 10 phân nữa thì cái cầu ong ngoại của mình nó sẽ cao hơn một chút. Nó sẽ cao lên thế này. Cao lên thế này. Thì là các bác quay ok. Thì đối với cái thùng này là sẽ quay được cả ong nội, cả ong ngoại. Cái hàng này là phải đặt mới có nhá các bác nhá. Phải đặt mới có. Nó to hơn. Nó to hơn cái thùng 4 cầu của ông nội này. À, to hơn và cao hơn một chút. Các bác nhìn thấy không? Nó cao hơn một chút này. Nó quay tiếp xem. Nó cao hơn cái thùng quay của ông nội một chút. Quay hơn một chút. Và nó to hơn một chút. Và nó sẽ quay được cả ông nội và cả ông ngoại. Nha các bác nhé. Thì đây là tất cả những cái mẫu thùng quay mật từ to cho tới nhỏ hàng shop đang cung cấp hiện tại. Thế còn lúc trước là tôi có đăng cái video là thùng 4 cầu mà trong ngoài bằng inox hết ấy, thì các bác thông cảm là bây giờ là không đặt được hàng đấy. Bây giờ nó đang vào chính vụ, thợ làm rất là bận, không làm kịp. Làm bằng cái kẽm này, các bác xem này. Làm bằng cái kẽm này ấy, thì tốc độ làm nó nhanh hơn. Chứ còn nếu mà cái xương này mà làm bằng inox hết ấy, uốn méo nọ kia nó lâu hơn. Làm một bộ inox thì thợ nó làm được tới 4 bộ kẽm. Mà bây giờ đang vào chính vụ rồi, đặt hàng rất là nhiều, họ làm không có kịp. Tâm ra là không đặt được cái lồng trong này bằng inox đâu.
Cái lồng trong này inox là chỉ có cái mẫu 6 cầu thôi các bác nhé. Chỉ có mẫu 6 cầu mới có lồng trong inox nhé. Đấy các bác lưu ý kỹ. Đấy các bác lưu ý kỹ nhé, giúp tôi nhé. Thì đây là cái hàng thực tế shop đang cung cấp mọi thông tin nhu cầu. Các bác vui lòng liên hệ với số điện thoại bên dưới màn hình nhé. Hoặc là 5 cái số điện thoại quen thuộc của shop đây. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc. Các bác nhận được hàng, đồng kiểm hàng trước khi trả tiền nhé. Ship qua đơn vị bưu điện hoặc là đơn vị Viettel. Các bác nhé. Đây, bao bì đóng gói, đóng trong thùng gỗ như thế này. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ nhé. Shop Tân Ánh Ngọc Ánh. Ngoài các mặt hàng và thùng quay mặt thì tất cả các vật tư ngành ông, vật tư ngành ông shop có rất là nhiều. Cầu ong này nhá các bác nhá, cầu ong này, thùng nuôi ong nhá, thùng nuôi ong bên này cũng rất là nhiều cầu nữa này. Thùng nuôi ong, thùng gỗ gạo nhá, gỗ gạo hàng chuẩn, hàng cao cấp, bán một miếng nhá, bán một tấm. Rồi mũ nón bảo hộ là tất cả rất là nhiều thứ, mong nhận được sự ủng hộ các bác nhá. Rồi mình xịt khói, rồi xin cảm ơn các bác. Rồi dao cắt bít, dây thép để căng cầu. Hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé. Xin chào.